Mến chào mọi người đến với buổi học cuối tuần thứ 2. Sợ chưa? Thời gian trôi nhanh đúng không? Đã trả bài cái xem bữa học cái đâu rồi. Sao vì mày có chuột tao không nói chuyện. Cái này là bữa học là thầy giảng tiếp một số thuật ngữ, một số khái niệm, trong đó có tiếp tao vừa mồi rồi đấy. Kiểm thử phần mềm đúng không? Ai tôi sẽ không có đọc code mà specification là cái gì? Trong document nó nói cái gì? Các màn hình, các ô nhập. Nút bấm, bữa cho xem cái spec rồi đúng không? Bữa tôi cho các bạn xem rồi. Hãy nói cho tôi nghe về cái vấn đề là chỗ developer phải có trách nhiệm test cái code của mình hay là xem cái code của mình đảm bảo chất lượng hay không. Những thuật ngữ mà tôi có nói trong đó là gì? Có những thuật ngữ nào? Ok, TDD và unit test tốt. Gì nữa? Còn không? Có cái gì? CI, viết tắt của chữ gì? Continuous Integration. Integration, trong vậy integrated, integrated là tính từ. Tính từ nó phải đứng trước một từ khác. Danh từ thì nó lại đứng trước tính từ. Mình nhớ từ thôi, nó có rất nhiều từ integrated hay inter IDE, cái chữ IDE nó phải ghi là integrated development environment. Đúng chưa? Nó tính từ. Tiếp. Hãy nói cho tôi nghe một vài cái thuật ngữ, một cái vài cái keyword về công nghệ liên quan đến cái chỗ là dân QC, dân tester, kiểm thử app. Có một vài thuật ngữ mà tôi giải thích. Tao không hỏi mày. Đấy, thêm mày thấy mày có nhiều bạn trai nó yêu quý mày thật. Đây. Test manual. Và gì nữa? Manually. Và gì nữa? Test automation. Automation có nghĩa là gì? Là hệ thống nó phải tự động nó ngồi nó test cho mình. Mà muốn làm tự động được thì phải bản chất muốn tự động hóa chính là phải lập trình. Dân tester lúc này phải là dân lập trình. Nhưng không có một cái áp lực phải viết ra ra app. Mà mày đưa app đây, tao học một tí xíu lập trình để tao tự động hóa thao tác. Click tới, click lui, nhập dữ liệu. Chuyện đó 1-2 tuần nữa mình sẽ thấy nha, là thấy tự động hóa nó có đảm bảo cực kỳ dễ thương. Mình dùng framework gì nhỉ? Tao có nói cái framework gì? Tên là gì? Selenium. Mình sẽ học Selenium nha. Cái đó là cái thứ hay ho mà 1-2 tuần nữa. Thế mình chỉ nhá hàng trước về mặt ngữ nghĩa thôi, chứ còn mình phải đọc qua một đôi xíu lý thuyết tổng quát. Rồi, cảm ơn hỏi như đó thôi. Được rồi. Bây giờ mình đi tiếp về mặt ghi chú một số kiến thức nữa. Chúng ta đang dừng ở đây. Và để tôi mở cái cây cheat sheet lên. Xem mình dừng đoạn này. Cái này.
là ta sẽ có cái câu ghi chú tiếp theo. Sếp của dân thánh soi, cái này ta gọi là QC manager à, chứ không gọi là tester manager. Đó. Hay là QC lead. Cái chữ này nó to hơn hay nhỏ hơn thôi, lead hay leader đấy. QC viết tắt của chữ quality control, kiểm soát chất lượng, dân kiểm soát chất lượng, tức là dân mà đi đâu cũng có khả năng phải đi tìm lỗi, nhìn thấy lỗi. Chắc chắn là cái phần tốt thì mình không nói làm gì rồi, chỉ có điều mình đang ngăn ngừa những cái điều không hay ho của cái app mà làm, nên là góc độ là đi tìm lỗi. Thì cái chữ đấy gọi là quality control, đảm bảo chất lượng, à, kiểm soát chất lượng. Tức là tao thấy tao chạy thử app và tao thấy ví dụ mày không chặn maxland của một cái ô nhập nào đó, một cái để gõ dài cho Cortex coi chừng ăn đòn. Ngày tháng năm thường sẽ không cho người ta gõ, còn nếu gõ thì bắt phải đúng định dạng, hoặc nếu không thì chọn cái drop down xuống, chọn cái thanh cái cuốn lịch để đảm bảo dữ liệu tránh bị sai lệch. Và nếu mày không chặn điều đó thì có khả năng sẽ văng cái lỗi là lúc chúng insert xuống table, khác định dạng một cái hay lố là lập tức nó báo lỗi đấy, exception đấy. Thì mình là những người mà ngồi mà biết rằng sẽ có những lỗi lầm cái đó khi nó chạy app, vì góc độ chúng ta là dân lập trình, cho nên chúng ta mà app lên và chúng ta đảm bảo chặn tất cả cái đó và dev phải ngồi sửa chặn cái đó thì ta gọi là dân thánh soi, dân quality control. Nhưng mà trong một đám nhân viên với nhau thì nói chung là cùng level đẳng cấp thì thường sẽ phải có một cái người là lãnh đạo phía trên, anh đi theo từng tầng, thì cái đó tôi gọi là QC manager hoặc QC lead. Manager bao giờ cái chữ nó to hơn nhá, to hơn. Lead thì mang tính chất kỹ thuật hơn, còn manager mang tính chất hoạch định. Như vậy thì những người này làm cái vai trò gì, cái manager hay cái lead này làm gì? Họ về mặt lý thuyết nhá, họ không trực tiếp mở cái app bên để test, họ không cần, họ không cần login username password vào đưa vào cái role có đúng hay không, họ không cần. Việc của họ sẽ phải là khác, hoạch định công việc cho các dân tester thật sự. Ok, vậy việc của họ là quản lý các công việc. Công việc liên quan đến nha. Đảm bảo liên quan đến gọi là cái quá trình kiểm soát chất lượng. Chất lượng sản phẩm, tức là tìm bug ạ, à, quản lý các công việc liên quan đến quá trình tìm bug. Liên quan quá trình tìm bug. Ví dụ như thầy cho em ví dụ đi. Và lên kế hoạch về việc kiểm thử, tức là lúc nào thì bắt đầu test, lúc nào thì test app, rồi ai phân hoạch nguồn lực, phân bổ cái nguồn lực vào việc kiểm thử. Việc kiểm thử nghĩa là sao? Nghĩa là ví dụ việc kiểm thử phần mềm này cần bao nhiêu người để kịp tiến độ đảm bảo chất lượng. Vì vậy nên nhớ một điều rằng trong quá trình làm cái app ấy, kiểm thử là nó phải tốn thời gian, mình chạy app thử và tốn thời gian xong, nhưng mà nếu tìm ra lỗi, không tìm ra lỗi thì còn may, nhưng nếu tìm ra lỗi thì phải có cả thời gian để sửa nữa chứ, để fix nữa chứ, đâu có phải đơn giản là để xác đoạn cuối cùng bắt đầu tìm thấy lỗi rồi, ủa rồi sao, không lẽ gia hạn hợp đồng về mặt thời gian, đâu có dễ, không có dễ dàng. Cho nên anh phải tính trước luôn cả cái việc lúc nào thì nên bắt đầu dân test phải nhảy vào kiểm thử app luôn. Đừng có chờ app để hoàn thiện mới kiểm thử nha, chuyện đó là không có khả năng, sẽ không thể đâu kịp. App đang phát triển vẫn có cái phần là test, phải có những phần làm xong và phần chưa làm xong. Ví dụ mày làm thêm xóa sửa tìm kiếm của phần admin xong, mày đã có thể test luôn được rồi. Thì mày làm thêm cái menu liên quan đến cái phần người dùng kia. Ví dụ như cái app thế giới di động thì cái việc mà toàn bộ front end để show ra cái kết quả, show ra những cái sản phẩm là mình có thể test trước cái giao diện, cái thứ này nọ, cái hành xử rồi, tính toán ví dụ trong cái thế giới di động. Thì có cái phần này mình có thể test trước được nếu khi người ta đã cài xong. Ví dụ, em biết có vào mạng được không?
Thì trong cái phần thế giới động bạn biết là lúc bạn mua chỗ có phần trả góp. Bạn đã từng thử cái phần trả góp. Trả góp nếu về cái điện thoại này 20 triệu mà bạn quyết định trả góp trong 6 tháng mà chọn F FE Credit hay là Home Credit thì nó sẽ đưa ra những cái mức tiền bạn phải trả trong từng tháng mà nó cộng lại. Cái việc này thì rất đã có công thức sẵn rồi. Quan trọng nhất là lúc hiển thị và cài đặt tính toán thông công thức tiền nó có đúng hay không thôi. Cho nên cái việc này nếu giả sử người ta làm xong rồi thì mình có thể là test trước luôn. Trong cái đó chờ cái phần admin thêm xóa sửa tìm kiếm một sản phẩm từ từ sau. Ủa nếu mà không có cái phần thêm xóa sửa tìm kiếm sản phẩm thì làm sao em hiển thị được lên điện thoại di động, danh sách các điện thoại di động lên trên cái trang web? Ủa cái chuyện này dễ mà. Em insert trực tiếp xuống table có mẹ gì khó. Thêm xóa sửa tìm kiếm chẳng qua là cái màn hình của câu SQL insert into thôi mà. Update thôi chứ mình có quyền làm trước cái phần. Giờ nó mới lên. Mạng lắc quá không vào được. Để đi. Thôi để tôi nói để các bạn hình dung. Các bạn xem cái phần trả góp ấy, thế nào nó có cái phần công thức tính. À không có công thức tính mà nó tính xong rồi. Cho mình xem từng tháng. Thì đấy tôi muốn nói cái chỗ là phân bổ nguồn lực. Tức là con người nào bắt đầu nhảy vào quá trình kiểm thử và nhảy vào sớm lúc nào. Đó, mình phải tính. Việc này là việc của manager chứ không phải là việc của cái người mà ngồi thao tác màn hình nhập 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 chờ tìm nó lỗi hay không, so sánh giữa expected và actual, người đó gọi là QC ở trên này rồi hay hay là tên tester ở trên này rồi, được chưa? Vậy đám này phải có đám lãnh đạo, cũng giống như anh em mình dev mình trong cái team. Nếu làm theo quan điểm Scrum thì cái sếp của mình đó chính là Scrum Master, là cái người ông sếp là lãnh đạo đấy, ít nhất là trong một cái team, nhưng mà có thể còn nhiều cái chức vụ khác nữa. Như vậy phân bổ nguồn lực vào việc kiểm thử bao gồm ví dụ như là chia người, chia task, à, có thể là như vậy, hay là phân bố người luôn đã, bố trí người luôn, bao nhiêu người đại loại vậy. Rồi thêm máy móc thế nào, thiết bị, máy móc để dành cho việc test, máy móc, thiết bị dành cho test, việc test. Nói chung là những công việc quản lý. À, vậy rồi bây giờ tôi giả bộ này, giả sử nhé. Giả sử cần test cái app bán hàng của siêu thị tiện lợi, của cái siêu thị tiện lợi CS hay là đây là siêu thị của Hàn Quốc, nó vào Việt Nam, nó đang vào chưa nhiều bằng những siêu thị khác, siêu thị nhỏ nhỏ gọi là convenience store. Mình đang làm phần mềm này thôi. Thế thì như vậy nếu anh góc độ là nếu anh là manager á, anh cần suy nghĩ điều gì? Thứ nhất phải biết được cái lộ trình phát triển app của bên dev, tức là tháng nào bắt đầu xong, tháng nào hay là sprint nào, xong module nào, app đã xong tất cả đâu có. Nhiều khi nó phải test cuốn chiếu chẳng hạn. Đấy là một cái lên lên một kinh nghiệm lộ trình phát triển app. Tức là tháng nào ra xong, tháng nào trong bao nhiêu tính năng, tuần nào, nói chung đại loại câu đó. Thì biết cái đó thì bắt đầu mình bố trí người vào test ngay. Chờ cuối cùng tất cả the whole nó sẽ rất coi như là tốn thời gian hoặc là không kịp. Rồi, biết lộ trình này. Đấy là việc ví dụ đầu tiên là hoạch định đấy. Để bắt đầu biết được độ phức tạp của cái app cần test. Ví dụ thôi nhé, còn nhiều ngóc nhìn lắm mình không nói hết được. Biết được độ phức tạp của cái app cần test, tức là nhiều tính toán hay dùng trí tuệ nhân tạo hay không. Nhưng mà cái app này thì nói chung là bán hàng thì không có cần trí tuệ nhân tạo gì ở đây theo nghĩa nào đó rồi. Rồi ví dụ nó phức tạp về thuật toán, về phần xử lý hay là các thiết bị đi kèm, có phức tạp không, đặc biệt là phần AI chẳng hạn. Nếu có app nào có AI cơ, ví dụ cái app chấm công online á, à, chấm công mà chấm công bằng 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 chụp ảnh á, bằng camera thì app nó phức tạp. Nó phức tạp hơn về góc độ là cái test nó phức tạp, bởi vì do cái gương mặt của mình nó đưa vào cái cam và nó cũng nhận diện ra mình là mình hay không thì nó khó hơn, nó phải trí tuệ nhân tạo. Trong cái đó ví dụ đưa cái quẹt thẻ, cái barcode một cái vào thì gần như 100% lần nào cũng được như lần nào. Rồi như vậy thì vì nó phức tạp thì mình mới cần phải thời gian để mình chuẩn bị và mình phải tính toán phân hoạch. Rồi giả sử như vậy, và vì mình biết phức tạp cho nên ta mới cần bao nhiêu người để kiểm thử.
để kiểm thử. Và dĩ nhiên lại cần phải giải quyết với các app khác cũng đang cần người nữa cơ, app khác cũng đang cần test luôn nếu mình đang nắm được mỗi test. Và có khi cùng đồng thời app khác cũng lại cần được bố trí kiểm thử. Nói chung là nó có diễn ra song song, manager hay là leader nó tính theo từng dự án hay không. Giả sử tôi cần 5 người thì bắt đầu lúc nào nhảy vào được, bắt đầu thì phải lên kế hoạch, tìm hiểu hay là nghiên cứu cái spec, cái bản thiết kế này, của app này, rồi cái specification mình sẽ học sau, tức là cái bản mô tả requirement này. Phải có cái phần mô tả requirement để hiểu app. Đó, lên kế hoạch, tìm hiểu, nghiên cứu, để tức là để hiểu cái app làm gì đã, để hiểu được app sẽ xử lý và làm gì. Sau đó phân chia người, thiết kế kịch bản test, tức là cách và sử dụng app theo kiểu điểm của người dùng để văng lỗi, hay là test cases, tức là tình huống test. Nghĩa là gì? Phải giả bộ tưởng tượng trước kịch bản người dùng sẽ xài app như thế nào, phải giả bộ trước cái đã, và mình làm theo cái mạch đó, và nếu nó expected và actual đúng không thì coi như mình ok. Đấy, tức là phải thiết kế kịch bản test. Test case có nghĩa là giả bộ tưởng tượng sẵn các luồng đi của user khi xài app, khi xài app. Phải tưởng tượng sẵn cái luồng đi của xài app và mình mô phỏng lại và mình chạy lại cái điều đó. Tức là mình giống mình đi trước người dùng, trước khi phần mềm được release, ta sẽ đóng vai là người dùng, ta dùng thử, ta dùng theo kiểu cà chớn, ta dùng theo kiểu tử tế, rồi xem mày có văng lỗi không, nếu văng lỗi sửa. Nên cái đây gọi là cái thiết kế cái test case, đây công việc lớn đấy nha. Tưởng tượng các luồng đi của user xài app và xài thử luôn, xài thử theo xem có lỗi không. Thì cái luồng mà luồng đi ấy, thì gọi là luồng đi. Luồng tức là gồm các bước thì gọi là luồng nhá. Thì được gọi là test case. Tình huống test. Và cái phải phân công người design, công người design cái luồng này. Luồng này. Đó, thì đây là cái logic của cái câu chuyện. Là anh phải phân công cái người vào đúng việc. Dân QC manager không cần phải ngồi tưởng tượng cái luồng nào mà cái app này ông ngồi tưởng tượng chết mẹ rồi cái app bán hàng này không biết, rồi bắt đầu nó câu chuyện là login chắc chắn rồi sau đó vào và là sao. Ví dụ như có những gói combo hàng người ta mua đến 5 cái con chuột mà giống nhau, thì vấn đề bây giờ là tít 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 hay là tít một nhát và gõ số 5. Nếu chúng mày đi trong siêu thị, chúng mày mua, chúng mày thấy cái cách mà lúc mà người ta nhập hàng vào trong cái bill của mình á, nếu người ta ngồi người ta nhìn nhanh, và thường thường mình cũng cố gắng mình sắp xếp để cho họ làm cho nhanh, thì luôn luôn lúc mà mình sắp xếp lên cái bàn bán đồ á, mình cũng luôn là cố gắng gom những cái đồ, ví dụ đồ tươi sống để riêng ra, nó tránh nó đụng vào mấy cái đồ kia thì nó cũng mùi hay nó ướt nước. Rồi ví dụ bia rượu nước giải khát thì mình cũng để riêng, xà bông thì mình không để chung, nhưng mình để rõ ràng, mình đưa từng một đợt một lên, nên cố gì rất nhanh. Năm gói mì hảo hảo hả, như vậy có hai cách. Hôm nay giận bạn trai thì sẽ làm kiểu này, quẻ oải quá mà, em cầm này. Để... cảm ơn ơi. Đang giận bạn trai. Cách này lát hồi mới in ra bill á là có 5 dòng, mỗi dòng quantity là 1. Nhưng cách này bắt đầu bạn trai gọi điện xin lỗi rồi. Vui rồi. 1 2 3 4 5. Gõ số 5 trước, tít cái rồi xong. Tức là cứ bỏ sẵn vào giỏ luôn. Tức là tít một cái bỏ giỏ, bây giờ không, eo tít thì cả, bỏ 4 cái vào. Cái cuối cùng, tít cái, gõ số 5 cóc một cái, rồi xong. Như vậy lúc là in bill ra là chỉ có một dòng trong bill, trên cái tờ giấy bill, quantity là 5. Hiểu không? Chiều nay dẫn bạn gái đi siêu thị coi tao cá mày luôn đó, đúng. Hai cách tít. Quẹt nhập số thì nhiều số nhập quẹt thì mẹ kiếp chuyện đó, mày thắc mắc làm đéo gì ý đâu đó.
Ý tao muốn nói là câu là góc độ mình hiểu là cái cách mà thao tác trên dữ liệu thôi, cái luồng thôi, chứ bây giờ chắc chắn phải có một cái trước và cái sau, đúng chưa? Tít xong rồi thì biết món nào kế bên là quantity, còn vì cứ tít xong nó ra dòng mới rồi thì bây giờ chỉ cần điền vào thì quantity trống sẵn thì mình gõ trước cũng được, có hai dạng tùy cái app, nhưng đường đéo này cũng trên dòng mới đâu với số lượng, hiểu chưa mày? Cái đấy tùy ngữ nghĩa thôi, nó không phải là câu chuyện chi tiết được, không sao cả, nó khác nhau một tí đấy. Nhưng mà đến đây mình hiểu, mình phải tưởng tượng cái đó, phải tưởng tượng cái đó, vì bản chất là mỗi sản phẩm nó có một cái mã vạch, mua một thì cũng phải tít, mà mua nhiều về mình đi thiết vẫn phải tít, nhưng tít sao cho nó hiệu quả. Cái này phải tưởng tượng trước để test cho tất cả đến hai tình huống luôn. Và cái việc đó là ông sếp ông không cần phải ngồi ông nghĩ rằng à phải tít như thế, ông chỉ nói qua bán hàng đấy, đọc cái spec của đọc cái cuốn mô tả này của nó đi, cho nên nó có luồng đi hết và ngồi viết lại cái luồng đó vào đây và chuẩn bị xem nó pass hay fail trên cái luồng đó, hiểu đến đây chưa? Tức là ra lệnh thôi, ra lệnh thôi thì là sếp nói thế thôi, nhưng về cơ bản là sếp phải làm hộc máu rùa, trách nhiệm nặng lắm rồi đó. Coi như là lên kế hoạch tìm hiểu nha, và thiết kế phân chia người thiết kế, tôi phải giải thích ở dưới đây là cái luồng là thiết kế đó. Đấy thì đây là câu chuyện lớn, nó có khả năng là phải tính toán việc mua thiết bị, mua thiết bị chứ. Tại sao phải mua thiết bị? Vì nếu chúng mày test cái phần mềm, lâu lâu cho tôi ngồi tí, nếu tụi mày test cái phần mềm mà bán hàng thì rõ ràng nếu bán hàng trong siêu thị, trong siêu thị nó sẽ khác bán hàng ở trong quán trà sữa. Dân uống trà sữa chuyên nghiệp đang ngồi đây, chúng mày nhìn cái các cô gái và chàng trai thao tác màn hình, thao tác để bán trà sữa, 99,9% các quán bán trà sữa là dùng màn hình touch, đúng không? Chạm trực tiếp trên màn hình, chứ không dùng có cái máy ở đây tít bỏ vào giỏ, có cái máy ở đây tít bỏ vào giỏ, cái đó là dành cho siêu thị nhiều hơn. Mà siêu thị nhiều hơn nhưng mà lại có thêm cái trường hợp là tít mãi đéo được, mình mất được cái đồ với rau củ quả rau á, trong cái chỗ mà đồ thực phẩm ấy nó ướt, đặc biệt mấy con vịt con gà thì người ta dán cái mã vạch vào, nó nằm ngay trên cái kẹp giấy với cái ni lông á, cho nên ngồi phải vuốt cho nó phẳng và tít neo tít cái máy này. Chiều cuối cùng cầm lên có cái máy rồi tít, nắm được chưa? Thì nghĩ kỹ lại coi đúng không, dân đi siêu thị chuyên nghiệp đó. Tình huống tiếp theo nữa chưa? Thế còn tình huống cuối nữa. Tình huống cuối cùng là sao? Như chúng mày nói đấy, nó cũng đeo được luôn, nhầu quá, nó mờ quá, thì phải là sao? Ráng luận số cho đúng. Gõ vô, gõ lộn, bắt đầu cái số 9 với số 6 nhìn nó, số 6 với số 9 hay là số 0 với số 6 nhìn nó mờ mờ, gõ enter cái cốc một cái, cái tía mã mẹ nó rồi. Thay vì con chuột thì nó ra cái thước kẻ, thì các mã vạch đó sẽ khác nhau một vài con số rồi, chứ mã số sinh viên nó tăng như 1-2 số thôi mà. Lúc đó sao? Đéo cho delete nha. Bảo vệ ơi, em sai rồi. Bảo vệ ấn một phím xác nhận. Em phím xác nhận. Là cô sẽ cầm cái tờ giấy cô ghi hí hoáy. Hôm nay ngày này em Hoàng đẹp trai bị lỡ rằng lơ đãng trong quá trình làm việc sai từ mã sản phẩm này sang mã sản phẩm kia. Thì khi tít một cái là trong số lượng tồn kho nó thay đổi trong database. Yazo kiểu đó, cái nhật ký nó lúc mà hồi lại, khách hàng đâu đồng ý trả cái khoản tiền khác cho một cái sản phẩm mà liệp lộn, undo lại, nhưng mà undo lại thì nó trong database, nhưng vấn đề trừ chọn các thứ này nọ thì nó phải ghi để mai mốt nó đối chiếu cái việc có điều hay không điều cái thứ này, nó phức tạp. Ta vừa kể mà câu chuyện đó đấy, không đùa đâu. Ngồi mình quan sát cái app hành xử bên ngoài cực kỳ nhiều tình huống, nhiều cái case để xài. Bỏ qua câu chuyện đó, cuối cùng bây giờ tóm lại thầy, đúng là cần phải có cái máy đọc này đúng không thầy? Đúng rồi, có máy đọc mới test được. Còn nếu mà cái phần mềm của quán trà sữa thì họ lại không dùng cái này, không dùng cái này, không dùng cái cần đọc hay là cái máy đọc, mà lại dùng touch luôn. Lý do trà sữa là đồ đông sẵn, à đồ đông chứ không phải nó có sẵn đóng gói. Nên dán mã vạch ở đánh đầu, dán vào cái ly hả? Dán cái ly chi? Cho đồ tốn kém. Cái ly in đã tốn kém rồi, bây giờ in thêm cả mã vạch vào, nhưng mà cái ly đó có thể mai mốt mình linh hoạt trong cái việc về bán những cái loại này loại khác. Ly mà mình in mẹ mã vạch lên, cái đó nó fix vào trong cái database kia thì coi như nó chỉ bán được đúng món đó. Mai mốt bây giờ nếu mà bán món trà sữa mới thì không lẽ phải đổi loại ly, vì cái mã số nó gắn mẹ trên cái mã vạch rồi.
Có đúng chưa? Và bây giờ cái bịch đồ ăn nóng trong siêu thị mà em mua cái cơm canh cái thứ này nọ, cho nên cái bịch ni lông đó thì bây giờ làm sao? Mình in sẵn mà em mã vạch à? Bịch ni lông nó dùng đa dụng nữa cơ mà. Cho nên nguyên tắc đây họ nói họ định nghĩa cho mỗi món có sẵn cái mã vạch gì và họ scan, đó là một câu chuyện khác của bên 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 đồ bịch chế biến sẵn. Nhưng rõ ràng trà sữa, điều thứ nhất tại sao họ lại không dùng cái ly, thứ nhất là nó không có in cái mã vạch vì nó thừa và không cần thiết, và nó không customize cho cái ly dùng cho nhiều mục đích khác nhau được. Quan trọng cái sữa bên trong giá tiền khác nhau chứ, khác nhau chó ở cái ly, nên tự nhiên mỗi ly được gắn chung vậy. Vậy thì em mua một loạt các loại ly, ly này dành cho trà sữa này, ly này kia, mày còn điên nữa, mày còn nhớ mày chết cha mày, đúng chưa? Cho nên nguyên tắc của họ là gì? Không, số lượng trà sữa cũng ít luôn. Màn hình của họ có số lượng các loại trà sữa sẵn trên màn hình, chạm 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 nhanh hơn, được chưa? Chạm 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 nhanh hơn vì đơn giản là không cần mã vạch cho từng ly trà sữa, nắm được chưa? Chạm 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 kéo qua topping hạt lựu, hạt é, hạt lựu đạn, hạt polymer bỏ vô hết đó. Tần cực nhanh, bởi vì lý do cái đặc thù số lượng sản phẩm của nó ít hơn nữa và không dán nhãn kiểu cứng được, vì đó là đồ không phải chế biến dài lâu sẵn. Còn siêu thị cái nó 10.000 mặt hàng cuộn thế mẹ nào trên cái màn hình được, có đúng không? Số món hàng trong siêu thị mẹ kiếp ngập, màn hình nào chịu nổi, giống như của Seven. Seven là chạm, có chạm thì nó cuộn một số nhưng bản chất của anh là tít hết đấy. Nhưng mua đồ ăn sẵn thì chạm, cái đồ bánh mì bánh nhất vì nó xương nó ít, không lẽ mỗi bánh mì bây giờ mình xăm luôn cả cái mã vạch này đó, đúng chưa? Nó khác nhau mỗi ngày cả. Đấy cho nên bạn phải nhìn cái đặc thù của phần mềm để bạn tưởng tượng. Và đây là câu chuyện quan trọng nhất. Vậy thì nếu em test cái app, tùy loại app thì em phải đi mua thiết bị đã. Cho nên cái việc dân tester trường hợp này phải đầu tư mua thiết bị. Tất nhiên công ty đầu tư chứ đâu có phải mình. Chuyện này tính toán trong cả hợp đồng cái thứ này nọ. Như vậy ta mua thiết bị để chuẩn bị cho việc test. Ví dụ như cái máy đọc mã vạch. Đó, máy đọc mã vạch. Hoặc là máy nhận dạng. Máy có cái cam nhận dạng gương mặt. Nếu đó là cái app liên quan đến login, liên quan chấm công, liên quan đến giờ làm. Nắm được chưa? Không mượn của khách hàng nhá. Khách hàng có cái đéo đâu, mình đang viết giải pháp cho họ cơ mà. Nên mình phải bỏ tiền túi, công ty phải bỏ tiền túi cho những đầu tư những trang thiết bị này. Nắm được chưa? Và tất nhiên điều đó có để tính trong cái chi phí hợp đồng, tính toán này nọ thôi, chuyện đó mình khéo léo như thế nào thì ai biết của mình. Đó. Thì bắt đầu dân tester nó mới có được, thì dân đó. Thì bắt đầu mới mới sử dụng được vào trong các luồng. Mới sử dụng được trong các luồng của app. Trong các luồng xử lý của app. Thấy chưa? Thấy là anh manager này anh hoạch định chưa? Đại loại sơ sơ đây là công việc của ông sếp. Sau khi đã tính toán mua xong, bắt đầu được. Lắp ráp đi mày. Hay là bên 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 trang bàn giao thiết bị người ta lắp ráp, cài app vào, mình sẽ cài, nên tester sẽ cài. Cài cho bắt đầu ngồi theo kịch bản nó chạy đi mày, báo cáo cho kết quả tình hình bắt đầu đậu rớt như thế nào, pass như thế nào. Thế thôi. Dân 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 sếp là người ta như thế. Vậy thì thực trên bản chất của câu chuyện là muốn làm sếp trong cái ngành IT này, chứ ngành khác tôi sẽ không nói, mình không bình luận hết được. Nhưng nếu muốn làm sếp, ví dụ sếp của QC, sếp của các dân bạn dân tester, thì bản thân ông sếp này nên trưởng thành từ từ dân kiểm thử trước, tức là ngồi làm lính trước đã, bắt đầu ngồi nghĩ các kịch bản xài, bắt đầu biết bug, biết các thứ thế nào, thì bắt đầu sau này bắt đầu mình mới biết được, có những kinh nghiệm trong kiểm thử đó, sau này lúc mình lên mới làm cái kế hoạch được cho người ta, tức là mình đi chỉ đạo người khác được. Thế nên tôi vẫn luôn luôn động viên tất cả các sinh viên là trước khi làm sếp mình phải đi qua giai đoạn làm lính, đó mới là điều tốt. Bởi vì mình phải hiểu cái tâm lý của người làm lính là như thế nào, được thích được khen thế nào, thích được động viên thế nào, chơi mánh thế nào, cheat sếp thế nào. Mình đã từng cheat sếp mình ngày xưa cho nên giờ chỉ thẳng cái thằng mặt mình lúc này lên lừa tao thì lừa cái bài gì mới mới chứ, cái bài này ngày xưa tao lừa sếp tao rồi, dẹp mẹ mày đi đó. Thế là bắt đầu là anh em nó hiểu rồi, nể mình bắt đầu từ đó đấy, giải loại nghe chưa, em muốn tao nể tôn trọng thì lừa tao cái kiểu nào khác khác chứ, ngày xưa tao cũng lừa thầy tao rồi đó. Mấy ông thầy cũng đã từng là học trò đúng không? Lúc trả bài mày cứ nhìn giả nhìn chỗ khác không quan tâm tự tin lắm, tao sẽ gọi thằng đó đấy rồi hỏi phổ thông tao chơi trò đó rồi, đầu giờ mình không nhìn cô đúng không, để cô đừng gọi kiểm tra 5 phút vậy cô sẽ gọi, nhưng mà nếu nhìn cô cũng gọi lúc này sao mẹ kết phải học bài thì xuống cái đéo gì bây giờ nữa, hợp lý không? Học bài thì cô gọi không gọi kệ cô, chứ đường nào thì cũng bị trên lớp là người nhìn tâm lý nhau biết mà, anh thi cũng vậy thôi.
muốn bắt hay không thôi. Anh sẽ offline á, muốn bắt hay không thôi. Biết cả đấy, biết nhìn là biết thôi. Mai mốt chúng mày làm giám thị cho mày biết à. Cái thằng nó tập trung làm bài nó khác cái thằng mày tập trung làm bài. Cái thằng nó đang suy nghĩ cái mạch bài của nó khác hoàn toàn cái thằng đang dùng tool dùng chuột hoặc nhờ trợ giúp bên ngoài khác. Nhìn là biết. Thế cho nên mình muốn trở thành sếp của các bạn manager, à các bạn QC, các bạn ngồi trực tiếp ngồi thao tác trên tìm lỗi, thì mình nên đi từ cái vai trò đó lên. Mình hiểu tất cả công việc hậu trường, sau này mình mới hoạch định nguồn lực được, bố trí được. Vậy thì đây là dân dân QC manager. Thì bạn hình dung rồi nha, họ hầu hết là người mà liên quan đến cái việc là quyết định cái chất lượng, chắc chắn họ phải chịu trách nhiệm. Nhưng mà trách nhiệm họ nặng nề nhá, lương ổn, lương cao. Hay là gọi lương ổn. Nhưng mà có câu chuyện quan trọng tiếp theo nữa là họ phải là chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm trước ông sếp. Đập đầu thằng cốt để chửi không? Mình không đập đầu thằng cốt để chửi. Mình chỉ ghi là tao tìm thấy bug thôi, thằng kia phải tự fix. Nó thống nhất nhau rằng đó là bug thì phải tự fix. Chứ mình có trách nhiệm, mình không cần mình trách nhiệm đi chửi thằng dev nhá. Dân QC dân test không chửi dev. Chỉ ghi nhận rằng tao thấy có bug, tao có bug, tao có bug, tao có bug. Thế rồi. Rồi sau đó là sếp của chúng mày sẽ chửi chúng mày, tức là sếp của tay cốt sẽ chửi. Mày làm ăn hết đâu nào mà để bọn kia nó tìm vô bug hết. Kế hoạch really coi chừng. Vậy ông sếp là ông lớn là ông PM sẽ chửi. Được chưa? À, cho nên nhiệm vụ của mình không chửi. Nhưng mà cái trách nhiệm ở đây, trách nhiệm nặng ông sếp ấy, trách nhiệm nặng ở cái chỗ là trách nhiệm nó nặng, nặng nề. Phải đóng dấu chất lượng cho sản phẩm. Rồi với sếp, sếp trên nữa. Mặc bố mang kiến là manager nhưng bản thân họ cũng lại là có sếp ở trên nữa chứ. Vậy thì đóng dấu chất lượng sản phẩm. Đấy là cái điều mà lưu ý. Rồi tiếp tục. Tiếp tục. End user. Cái này nó còn đôi khi nó gọi là chữ UAT. User Acceptance Testing. Kiểm thử chấp nhận. Cái này tiếng Anh dịch tiếng Việt là kiểm thử chấp nhận nha. Nhưng mà để nghe dịch cái chữ chữ kiểm thử chấp nhận bằng tiếng Việt thì nó kỳ, nó cứ để nguyên. User Acceptance Testing. Người dùng chấp nhận rằng xài được cái phần mềm này thì gọi là user acceptance. Thì bạn nghe kỹ cái môn này, cái phần này tôi chưa nói đến vì cái bên môn software requirement thì chưa nói đến phần này. Nhưng mà đây là phần mở ngoặc. Cái phần mở ngoặc. Nó có một sự khác biệt. Cái phần này của môn SWR nha, SWR 302 mình chưa học đến thôi. Có thể học với thầy cô nào môn SWR thì sẽ có cách, chúng mày sẽ thấy thầy cô khác đi sẽ tốc độ rất nhanh. Còn tao SWR tao giảng rất chậm và tao giảng rất rộng. Còn có những người khác thì người ta sẽ tập trung vào hẹp vào cái luôn, viết document luôn. Đấy là một cách, mỗi người có một cách. Còn tao sẽ cho chúng mày giải thích, môn software requirement tao sẽ giải thích tại sao có được cái cuốn này. Bằng cách là phải học hiểu là khách hàng anh là ai đã. Khách hàng, ví dụ lớp sáng tao giảng là nó từ lưa đủ các loại khách hàng trong cuộc đời. Thì bây giờ mình phải hiểu mỗi cái hàng nó cái khác biệt nhau thế nào thì cuối cùng mình viết được cái cuốn này. Startup thì cái cuốn này sẽ bao gồm câu tại sao mình lý do thuyết phục tại sao mình phải làm app nhỉ. Nhưng mà đối với cái app đặt hàng của bên bệnh viện đéo cần phải nói câu đó trong cái cuốn này. Người ta đặt hàng mình thì mình làm thôi chứ có cái chó mình suy nghĩ đó. Cho nên cái logic của vấn đề mình phải hiểu. Cái câu chuyện nó rộng vừa hẹp. Mỗi cái nó có cái góc nhìn hay và dở nhá, và ưu và nhược. Thì trong đây tôi mở ngoặc tôi sẽ giải thích nhanh để giữa customer. Và nó có một cái thuật ngữ khác là versus user. Chuyện này dễ hiểu mà, nghe cái này là dễ hiểu. Một cái app thì mình sẽ nói hai thứ là user và customer. Để mình hình dung, mình cái chữ là end user acceptance testing. Thế này, customer với user nó giống hay khác? Khác và giống, có. Ví dụ liền để mình hình dung ngay thôi. Thầy hiệu trưởng Đại học FPT. Vì thầy này, thầy ở ngoài Hà Nội, xứ Hòa Lạc. Hòa Lạc là trung tâm đầu não, anh em mình sẽ Sài Gòn là một nhánh. Trong phía Sài Gòn thì có một thầy phó sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng mà sau này tách gọi độc lập, theo kiểu độc lập thì nó gọi là phân hiệu á. Phân hiệu nó mang tính chất quyết định hơn. Từ phân hiệu theo đúng nguyên tắc phân hiệu thì trong Sài Gòn sẽ đóng dấu. Và Sài Gòn sẽ ký tên trên bằng. Thay vì để gửi bằng tốt nghiệp cho mày ra Hà Nội thì người ta gọi là phân hiệu.
gọi là phân hiệu, có nghĩa là trong Sài Gòn có được con dấu riêng. Còn dạo xưa mà chưa thành phân hiệu á thì coi như là muốn ký bằng tốt nghiệp thì vẫn phải ký ngoài Hà Nội. Đúng rồi, cái đó kiểu hình thức đấy đấy, tức là nó mang tính chất độc lập, tất nhiên mọi hoạt động thì vẫn phải phải thống nhất, nhưng mà rõ ràng là nó có những cái quyền quyết định riêng và con dấu riêng để nó chủ động. Theo tôi biết hiện nay là chúng mày là Sài Gòn sẽ ký đoàn thì nó gọi là phân hiệu, tức là tính chất độc lập riêng, ủy quyền riêng, nhưng mà vẫn phải phụ thuộc trong tập đoàn nói chung. Hay là theo hiệu trưởng nào FPT tao ghi vậy thôi, tức là ngoài Hà Nội đặt hàng app shop làm phần mềm FAP và phần mềm thi cử, chúng mày biết rồi, câu chuyện tiếp tục đặt hàng app shop app shop làm app pháp này rồi thi cử này, iOS là thi cử này, cứ hình dung vậy đi, nó có nhiều trò. Vậy thì trong tình huống này thì đối với F-Shop, mình lấy F-Shop làm trung tâm nha, mình lấy F-Shop làm trung tâm thì thầy hiệu trưởng là khách hàng của F-Shop, thầy hiệu trưởng là khách hàng của F-Shop. Thực ra thầy hiệu trưởng hay đại học FPT là khách hàng của F-Shop thì đúng hơn, kiểu nào cũng được, cho nên thầy hiệu trưởng là khách hàng F-Shop. Như vậy trong trường hợp này thầy hiệu trưởng là customer. Đó. Thầy hiệu trưởng là customer của F-Shop. Tại sao mình lại tại thầy lại phải nói cái ví dụ kỳ lạ ở đây? Bởi vì tôi đang nói ta đang đứng ở góc độ nhà phát triển phần mềm, chứ ta không đứng trường trường đại học FPT nữa. Tôi với các bạn học đây, tất cả các môn mà tôi và các thầy cô khác giảng cho các bạn là chúng ta đều đang đứng ở góc độ là chúng ta đang là nhân viên của công ty phần mềm. Chúng ta học lập trình để trở thành nhân viên công ty phần mềm, hay đại loại những cái thứ liên quan đến công phát triển phần mềm. Vậy thì ở góc độ F-Shop, tôi với các bạn đang làm việc F-Shop, thì đại học FPT lúc mới thành lập muốn có phần mềm FAP các thứ này nọ thì rõ ràng họ phải là khách hàng của F-Shop vì mình chăm sóc và họ trả tiền. Tức trong tập đoàn nó sẽ có những quy tắc quản lý tài chính khác, nhưng bản chất là câu chuyện thay chỗ này bằng bệnh viện Chợ Rẫy thôi, thì đặt hàng làm cái app quản lý bệnh viện thôi, được chưa? Và tuy nhiên bây giờ bắt đầu về nhà xem thử cái câu chuyện này như thế nào. Giả bộ coi như app xong, giả bộ cái app FAP đã xong, đã bàn giao và đưa vào sử dụng, sử dụng ở FU, thì câu chuyện tiếp theo là gì? Bắt đầu nó nảy sinh đến vấn đề là ai sai, ai sử dụng, ai sẽ sử dụng. Đó, câu hỏi đặt ra ai sẽ dùng FAP. Bắt đầu sinh viên chắc chắn rồi, sở tiêu đần tôi à, các bạn đấy, sinh viên gồm rất nhiều bạn An, Bình, Cường, Dũng, ta đang ví dụ sinh viên. Tiếp theo giảng viên, tức là tôi, cá nhân tôi đứng ở đây, lecturer, tôi, ai đó. Còn ai xài FAP nữa không thầy? Còn phòng đào tạo, gồm một đống những cái anh chị mà có tên tuổi là ai đó ở trên kia. Thưa thầy, hết chưa? Đã thưa thầy, thầy hiệu trưởng. Câu hỏi đặt ra, thầy hiệu trưởng có thật sự cần phải xài app này không? Dạ thưa thầy, thầy hiệu trưởng là người đặt hàng cái app này cho bên F-Shop. Thầy hiệu trưởng mới xài chứ. Có khi thầy hiệu trưởng còn quyền admin nữa là khác. Những bạn nào newbie bắt đầu học phải sắp vào được cảm ơn có khả năng nghĩ điều đó, còn nếu không nghĩ là tốt rồi, còn nếu chưa nghĩ à, nếu có nghĩ như thế thì bắt đầu phải điều chỉnh thôi, mình đang học mà, chứ làm sao mình đã biết đúng ngay khi mình chưa học. Thầy hiệu trưởng có quyền dẹp cái app FAP, tao nói nguyên tắc thầy hiệu trưởng có quyền, vì thầy nói rằng cái app này sinh viên mình hay chửi là cái app này nhìn màn hình nhìn nó đơn giản quá, nó tầm thường quá thầy, nó chả có màu sắc, nó chả xứng đáng cái gì cả của một tập đoàn lớn. Thầy hiệu trưởng hỏi thầy Hoàng, thầy Hoàng thấy sao, có nên shutdown đúng như lời của sinh viên không? Thầy Hoàng trả lời câu không, không shutdown, mình không chống lại sinh viên, nhưng trường hợp mình không shutdown cái app này được.
Hiện tại đại học FPT chúng mình yêu thích sự đơn giản, FPT đơn đủ đơn giản để dùng, mà eo cần màu sắc thì chạy rất nhanh, trừ cái ngày tụi nhỏ vào login để coi đường dẫn URL thôi, và bình thường nó chạy rất nhanh và nó vẫn đáp ứng được hoàn toàn bộ nhu cầu của trường. Cho nên chúng tôi yêu thích sự đơn giản thì FPT đã đủ dùng. Còn nếu muốn màu sắc cỡ đẹp lung linh hay là khuyến mãi sập sàn nhấp nháy giống cái kiểu Lazada, Shopee nhìn đủ lại màu, đây được phong trào đào tạo éo cần màu sắc. Hiệu trưởng gật đầu, ok. Vậy có cải tiến gì không? Thì đúng là nên dùng công màu chuẩn cho nó màu nó pro, nút bấm cho nó pro hơn tí. Đấy là về mặt hiệu ứng giao diện tí thôi, nhưng thực chất bản chất nó đáp ứng được nhu cầu rồi. Nó vẫn vận hành hàng ngày tốt rồi thì không cần. Nắm được không? Ý tao nói vậy. Thầy hiệu trưởng nói, vậy thôi không xuất đao nữa đúng không? Rồi không xuất đao thầy. Coi như để tao đỡ phải học phần mềm mới để tao dùng thôi chứ có cái mẹ gì đâu. Thầy hiệu trưởng có quyền xuất đao và không. Nhưng thầy hiệu trưởng không cần phải sử dụng app này. Tại sao? Thế thôi thầy, thầy hiệu trưởng vào đây để là quyền admin luôn đấy thầy, vì thầy hiệu trưởng to ngoài đời ngoài trường. Thì ở đây thầy hiệu trưởng phải là admin. Vậy tao hỏi mày bây giờ mày bắt thầy hiệu trưởng làm gì? Ví dụ thêm soát sửa một cái môn học. Mày điên à? Xem feedback của thầy Hoàng, xem sinh viên feedback nào. Mày điên à? Được chưa? Xem ví dụ như hiện nay là sinh viên nợ môn nào nhiều nhất, ví dụ cứ mỗi lần môn software testing vào thầy Hoàng hay kể chuyện, sinh viên éo học được các bạn cảm ràm. Mày điên à? Tao xem cái đó làm cái đéo gì, hiệu trưởng xem cái đó làm gì? Không cần. Không, hiệu trưởng phải biết những cái chuyện nợ môn, chắc chắn thầy hiệu trưởng phải biết tình hình nợ nợ môn thế nào. Bộ môn nào đang giảng dạy có vấn đề là thầy hiệu trưởng cần phải biết, chuyện đó thật, chuyện đó rõ ràng phải cần biết. Vậy thì cấp cho thầy hiệu trưởng cái quyền nợ cao xem tất tần tật thông tin. Tại sao thầy hiệu trưởng phải làm điều đó khi thầy hiệu trưởng có phó hiệu trưởng và các trưởng ban đào tạo và trưởng khoa? Hiểu đây không các con? Cho nên thầy hiệu trưởng có quyền shutdown, tức là app này không được quyền dùng nữa. Nhưng thầy hiệu trưởng hoàn toàn không có mở account trong FAP. Bởi vì mọi thông tin thì dàn lính của thầy hiệu trưởng sẽ lo. Ví dụ thầy Hoàng, các thầy chủ nhiệm bộ môn trưởng khoa phải có trách nhiệm tổng hợp dữ liệu trên FAP bằng cách là trong FAP nó có những phần gọi phần admin phía sau là phần tổng hợp dữ liệu. Nhưng rõ ràng admin đó là admin về bàn về dữ liệu chứ éo phải là tương đương với admin đó là phải tương đương với quyền hiệu trưởng. Đừng có nhầm lẫn nha. Cho nên tôi hay nói với sinh viên, xin lỗi cậu, admin hả? Mày chỉ là thằng quản lý data, đéo hơn. Hiểu đến đây chưa? Nghe nó có vẻ hơi nó lầy lội giang hồ nhưng rõ ràng sinh viên admin thì quản lý cái đám xà bần, thằng nào hentai, thằng nào đam mỹ thì bố rẹp đi cho các mẹ đi, thằng nào khen trường trong confession tao dẹp mẹ cái bài đó thôi chứ có cái chó gì đâu. Xét cho cùng là người quản lý data chứ đâu có phải admin, có tương đương được chung ở trời đâu. Có khi anh em mình còn bầu lên admin được thì bầu anh em mình cho admin xuống được ấy, đúng không? Thấy chưa, quyền trên data chứ không phải đem cái quyền to đó rồi áp ra ngoài đời bằng quyền rất to, nhầm nha. Cho nên thầy hiệu trưởng to như vậy và thầy hiệu trưởng nói, ê thầy Hoàng tổng hợp số liệu ngành ấy nè và tao phải vào FAP tao tổng hợp. Vậy thầy hiệu trưởng lúc này chỉ là khách hàng của Fshop, nghe chưa, là khách hàng, ok chưa? Và thầy hiệu trưởng không có account trong cái app mà do Fshop viết ra FAP, không có. Vì thầy hiệu trưởng sẽ dùng data từ từ người khác làm gửi cho thầy, ok chưa? Vậy thì trong tình huống này thầy đang nói về điều gì? À, vậy thì đây sinh viên sẽ được gọi là user, thầy Hoàng và các thầy cô khác user, người xài app user của cái app, còn đây là customer của Fshop. Đó. Mới chỉ là góc nhìn thầy hiệu trưởng chỉ là customer của Fshop. Vậy thì tao là user, thầy Hoàng là user của một cái app mà app đó thì do Fshop viết. Đây hiểu user là gì chưa? User là người, nó túm lại người xài app. Còn customer là người đề ra ý làm app, đề ra ý tưởng làm app. Khác nhau. Rồi, vậy kết luận customer là người đề ra ý tưởng làm app, giống như cái người đang giảng trong một của mình. Còn user là người sẽ xài app đó, trực tiếp xài app đó, trực tiếp xài app đó.
Cho nên khi mà thầy hiệu trưởng nhận cái app ấy về, thầy hiệu trưởng bắt bọn tao xài, xong thầy hiệu trưởng bảo xài đi, bình luận dùm cái, và bọn tao viết ra những cái bình luận về app, ví dụ giống như tụi mày viết: giao diện quá chân phương và đơn giản, nhìn không có bà rò, trong màn hình cũng chả thấy đâu có cái logo hay cái gì màu cam đúng không, thiếu luôn cả cái bản sắc đúng không. Có những cái đó đâu cần phải khoe cái màu cam ra ngoài thiên hạ, thì màu cam ra ngoài thiên hạ thì chính là website của trường mình, hcmuni.fpt.edu gì đó, thì rõ ràng nó phải có màu cam vì cái đó cả thế giới đều cần xem. Còn cái này để anh em mình xem thông tin bên trong nội bộ thôi, học hành thôi mà, màu sắc nhiều lắm mẹ gì, ít nhất mình có những cái lý thuyết để nói, có những cái lý do để nói. Anh chúng cứ lại, thầy hiệu trưởng nói có hài lòng không, thầy Hoàng bảo hài lòng ổn, sinh viên bảo không hài lòng vì màu sắc nó không có bà rồi, được chưa, thầy Hoàng thì bảo hài lòng ổn rồi, cần mẹ cho màu, muốn màu này ra ra chỗ khác tao đi mua một hộp màu về tao pha, còn đây là cái màu tao chỉ vào để lấy xem thông tin tí rồi tao ra đấy mà, tất nhiên nếu có màu sắc đẹp nó vẫn tốt hơn, ok chưa. Vậy thì khi sinh viên phàn nàn rằng màu sắc với thầy hiệu trưởng rằng màu sắc không có đẹp, để có khả năng sẽ phải sửa, lúc đó gọi là user không chấp nhận được cái màu sắc nó đủ tốt, trong tiếng Anh nó gọi là acceptance. Tao có ý kiến và tao nghĩ rằng được hay không, và thầy Hoàng bảo rằng giả bộ thôi, không hỏi ý kiến sinh viên trong tình huống là các em cái màu sắc nha, hỏi thầy Hoàng và các thầy cô là người xài nhiều nhất về nội dung, các thầy cô thấy sao về mặt tính năng sử dụng nội dung của những FAP, nó có đủ cung cấp những cái thông tin thầy cần, ví dụ như số slot, số lớp dạy, các số slot nào thầy vắng, nó có warning rằng thầy chưa điểm danh, có thế này nọ, thầy có hài lòng vào những điều đấy. Mình nói câu hài lòng, dùng được rồi, thấy hài lòng. Vậy thì cái việc mà người dùng trực tiếp xài cái phần mềm đó và người ta thấy hài lòng, người ta dùng được trong công việc của họ, thì cái đó người ta gọi là UAT, User Acceptance Testing. Thầy hiệu trưởng không test, mà thầy hiệu trưởng thông qua cái việc chất lượng sản phẩm nó, thông qua cái việc những người nhân viên xài và feedback và phản hồi rằng ổn, nắm được chưa? Thì cái việc kiểm thử dựa trên người người dùng tương lai của cái app đó sẽ dùng thử và họ cho mình cái comment và feedback, thì cái việc kiểm thử ở giai đoạn này người ta gọi là UAT. Vậy UAT là gì? Đó. UAT, User Acceptance, là mời user, chứ chúng mày không thể mời thầy hiệu trưởng ơi thầy dùng thử đi, không được, shop không thể làm như thế được. Dạ thưa thầy hiệu trưởng, bên nhà nhánh nhà thầy cái app này viết cho các nhánh giảng viên, sinh viên và academic staff, cho nên trước khi mình kết thúc cái dự án này, thầy có thể nhờ tất cả các bạn phía bên sinh viên của trường, giảng viên trường vui lòng cho cái feedback về chất lượng sản phẩm. À, thầy hiệu trưởng sẽ ra lệnh ai đó ở dưới dùng và cho feedback để bên bên app shop người ta điều chỉnh. Thì cái quá trình mà chúng tôi đang dùng thử đó và các bạn dùng thử thì được gọi là UAT. Và vậy chúng mày đã phân biệt thế nào là customer và thế nào là user rồi. User là người xài. Và người xài đó phải có cái app, mà app đó do cái ông nào ông nghĩ ra, ông đặt hàng ra ai đó làm, ông đó gọi là customer. Cho nên đôi khi gọi là tao là người đặt hàng làm app, nhưng thậm chí tao đéo xài app là chuyện bình thường. Vì tao đóng vai trò là customer để tao nghĩ rằng tao mua cái app về để cho ai đó xài. Ba má mày đặt phần mềm quản lý, làm cái phần mềm quản lý bán hàng. Và ba má mày đâu cần xài. Ông chủ của 7-Eleven đặt hàng cái phần mềm thu ngân đó, ông đâu có thèm xài, đúng chưa? Vậy đặt hàng phần mềm cho người khác xài thì người xài là user, còn người đặt hàng là customer. Và chắc chắn đặt hàng thì phải có người, người ta xài người ta phải hài lòng, quan trọng nhất là cái người xài người ta hài lòng, chứ không phải là cái ông chủ này. Ví dụ người xài hài lòng, nghĩa là ông chủ của cái app đó sẽ hài lòng, ăn đủ app có hữu ích, hiểu được chưa? Cho nên cái cảm nhận của ông chủ sẽ dựa trên cảm nhận của những người xài. Nhớ câu đó. Ok, là mời user sẽ xài cái app đó. Thực, user thật. Nè. Xài app và cho ý kiến. Dùng được trong công việc của họ hay là không? Thì cái kiểm thử này là kiểm thử quan trọng nhất. Đây là kiểm thử quan trọng nhất. Đây là loại kiểm thử, một trong những loại nha, quan trọng nhất. Quan trọng nhất tôi để trong ngoặc kép. Tại sao có lý do nó quan trọng nhất? Chỉ bởi vì lý do phải viết phần mềm cho người ta xài mà người ta đéo thích xài thì rõ ràng mày thất bại gì nữa. Đặc biệt dành cho product, bạn nào học mua software requirement rồi, nhánh product
Tức là nhánh mà mình đưa ra một ý tưởng phần mềm cho người khác xài mà người ta éo muốn download, éo muốn chơi, éo muốn dùng, là mình biết là mình thất bại rồi. Đấy cực kỳ quan trọng nha. Vì nó sẽ quyết định đến cái việc là người ta có dùng nó trong công việc hàng ngày hay không, có trả tiền tiếp đãi hay không. Nếu là liên quan đến product hay liên quan đến service base, chúng mày đã học, đã nghe tao giảng trong các môn software requirement. Rồi, đây là điểm quan trọng nhất vì nó ảnh hưởng đến cái việc sản phẩm này được tiếp tục được sử dụng trong thực tế hay không. Vì nó ảnh hưởng đến việc phần mềm sẽ được sử dụng cho hàng ngày hay không. Cho nên cái này gọi là tiếng nói của người dùng, là tiếng nói tối thượng. Ở đây mình hiểu chứ mình không nói thượng đế theo kiểu là tao muốn là cái cha của thiên hạ thì cũng phải làm, không phải nha. Tiếng nói của user là quan trọng, là tối thượng. Ví dụ anh em chê app Momo chậm thì đó là người ta bắt đầu người ta bỏ dần cái Momo, người ta xài cái khác. Người ta nói chưa? App Momo lag không tiện lợi cái thứ này, đó là ngày người ta sẽ bỏ dần, người ta sang cái khác. Momo ít khuyến mãi quá, đó là ngày người ta sang cái khác. Có hình dung không? Cho nên người dùng cái game mà thiết kế đồ họa kém, răng cưa tựa lưa chẳng hạn, lag, đó là lúc hay đòi hỏi mấy câu hình mạnh mà cuối cùng đồ họa cũng đéo đẹp hơn. Đó là người ta bắt đầu người ta chán, người ta tìm cái khác. Đấy, mà mình nhớ câu người dùng cực kỳ quan trọng. Còn ông chủ là muốn người ta xài nhưng mà ta éo chịu xài thì cũng chịu thua. Nhớ cậu đó nha. Đến đây là mình nắm được cái vấn đề UAT là gì. Vậy đám này, nhưng vấn đề làm sao em lấy được cái user? Thế thì tùy loại app thì bắt đầu mình cái UAT mới là tùy loại app. Ví dụ như nếu app cho kiểu đặt hàng, app kiểu đặt hàng nào, bệnh viện, Chợ Rẫy, đặt hàng app shop, làm app quản lý bệnh viện, tôi ví dụ vậy, thì rõ ràng là user chính là những bác sĩ y tá, đúng chưa? Bệnh nhân thì không, còn bệnh nhân hiếm khi mình chỉ xài mỗi đặt lịch thôi. Rồi y tá tiếp tân và dịch vụ. Rồi phòng xét nghiệm, phòng khám, phòng cấp cứu, phòng dược. Dược có nghĩa là cung cấp dành cho bệnh nội trú. Bệnh nội trú là không ra ngoài nhà thuốc mua, bệnh viện nó có kho sẵn kho thuốc rồi. Và nếu mình nằm lại bệnh viện điều trị thì mình chỉ lo nhất một cái điều cơ bản là lo có đủ tiền để xuất viện thôi. Còn cái phần chữa trị để bác sĩ lo. Và hàng ngày người ta phát thuốc, người ta lấy thuốc ở cái kho dược, làm cái kho riêng, gọi là triệu nội trú. Còn ngoại trú nghĩa là bác sĩ kê đơn, xong cầm tờ giấy ra, mày muốn mua thuốc ở đâu, cái nhà thuốc bệnh viện ngay kia kìa. Đó, thì cái đó gọi là ngoại trú, đến khám rồi về. Đấy thì, cái phòng dược nó giải quyết câu chuyện kia. Thì tất cả những nhân viên của các phòng này sẽ tham gia xài sử dụng cái phần mềm này và cho feedback để ép shop sửa. Đây là đám user thừa, thật sự mình kiếm được, thật được. Đó, trên app kiểu đặt hàng, tức là app đặt riêng. Còn bây giờ cái app kiểu generic, cái app kiểu là product based, nếu bạn nào đã học môn của tôi. Còn nếu bạn nào chưa ở đây thì cái app kiểu gọi là product, kiểu là ta tự nghĩ ra sản phẩm ta đưa ra thị trường dùng. Ta tự nghĩ ra cái app này đưa cho thiên hạ xài. Và dĩ nhiên trả tiền copy, tiền bản quyền, trả tiền license. Trả tiền license. Hay. Mình không nói bản câu chuyện crack nha. App ta nghĩ ra xài. Vậy thì user là ai? Ví dụ như cái app là ta làm cái công ty EA Sport, làm cái game FIFA. Đó. Game FIFA là một cái app đấy, là app product đấy. Rồi thì hỏi câu là user là ai? Nhờ ai đây? Đủ căng ạ, vì có thể là bất kỳ ai. Microsoft Office viết ra, nhờ ai test? Nhân viên lôi ra bắt test, nhưng mà có thể nó còn trường tiểu học nó cũng xài mà. Rồi các cô thư ký, rồi các chàng bán hàng cũng vẫn cần phải nhập số liệu báo cáo mà. Đủ, cái này là bá tánh. User là bá tánh thiên hạ.
là toàn thiên hạ. Và lúc này làm sao để biết được là vậy thì nhờ ai dùng được feedback? Đó chính là hình thức trial, dùng thử đi, lấy feedback, cho em cái feedback, gửi một số gọi là cái thông tin mà anonymous về thói quen sử dụng. Đó. Nắm được đến đây chưa? Cho nên trial. Tung ra phiên bản trial hay là limited edition để người ta dùng, người ta feedback. Thiên hạ feedback dùm em. Đôi khi bạn cài một số tool nó nói câu là chúng tôi sẽ sưu tầm một số thông tin từ việc sử dụng của các bạn theo kiểu anonymous nhé. À, và mình hiểu là không có, không 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 có ai cụ thể mà bất kỳ ai có thể. Ok chưa? Rồi, thì đến đây là bạn hình dung rằng vậy thì tùy loại app thì cái user này là có thể là ai đó. Cho nên khi mà ví dụ Windows nó ra đời một cái bắt đầu bà con chửi Windows 8 ấy. Windows 8.1 ra đời chứ xin lỗi. Không, Windows 8, tức là từ Windows 7. Windows 7 ra đời, Windows 7 cái nút bấm này này, cái nút bấm này là được chính thức ra đời từ năm 1995. Tao là người được chứng kiến cái nút bấm này ra đời theo quan điểm là vì tao xài máy tính từ thời đó, tức là nghĩa là hồi hồi đó học thì ngày đó trước cái đó là Windows 3.1 là đúng chữ Windows là chia thành cục cái màn hình nó dày đặc nên chữ ô thì nó gọi là Windows là cửa sổ. Nhưng mà sau đó bắt đầu cái nhìn màn hình nó rối lắm, nó không có cái desktop kiểu này. Windows 3.1 tao xài thời đó là nó không có cái màn hình desktop kiểu này đâu. Nó bày sẵn thành từng cái ô vuông đầy dày đặc sẵn default rồi. Cho nên Word, Excel, PowerPoint thì nếu có mở thì mở nó bung tràn màn hình thì nó che thôi, nhưng mà đóng một cái thì ra không có desktop mà là toàn những ô khung phía sau thôi. Bắt đầu Windows 95 nó mở cuộc cách mạng này. Cho cái nút bấm Start ở góc bên này. Nút bấm Start bay phấp phới đó. Thì cách nối cuộc cách mạng bởi vì nó dồn cái này vào. Nó thì tất cả mọi cái app phía sau lưng màn hình kia nó biến thành cái menu, kích vào một cái nó mới sổ, còn nếu không là màn hình desktop trắng, bắt desktop bắt đầu mới xuất hiện từ đó. Là cái màn hình làm việc trắng. Mình mới bày cái mẹ gì lên bày, kể cả cái biểu tượng. Thì đến với Windows 8 chấm 8 chấm từ 7, 7 cũng vậy đẹp rồi. Đến 8 chấm thì Microsoft lúc cái chiến lược của nó, của Microsoft là làm cái điện thoại di động và app chạy chạy Windows chạy trên điện thoại di động. Nên để tương thích cùng nhiều kiểu. Mình giới thiệu cái kiểu giao diện mới. Dẹp mẹ nút bấm Start đi. Dẹp luôn cái nút bấm này đi, dẹp luôn, bởi vì lúc đó theo kiểu là cuộn vào màn hình nó có sẵn một đống thứ nó gọn hơn thôi. Cộng đồng mạng chửi quá trời là chửi, anh em chửi, em dùng thử chửi và dùng thật cũng chửi, chửi kinh khủng luôn. Trả lại cái nút bấm Start cho tao, và nó 8.1 nó quay trở lại. Cái phiên bản 8 là phiên bản gãy, gãy thật sự của Microsoft. Cái bản 8.1 phải sửa lại ngay. Thì bà con đéo có thói quen dùng, bà tao dùng desktop thì cần chó làm cái giao diện giống như của mobile nó bày từng ô cần chó gì, lúc nào tôi cần thì tao bày, thế cũng phải trả lại đấy. Cái đó là cái sự gọi là UAT, người dùng cảm giác không thân thiện, không thấy ổn và không thấy hợp lý về góc độ làm giao diện, ta phải thay đổi ngay. Thì cứ đưa cho bà con dùng thử Windows rồi bà con chửi, chửi thì mình nghe chứ đừng có bà con chửi làm như em Đông Nhi này, xong mẹ em Đông Nhi rồi, biết em Đông Nhi không? Trời ơi thầy Hoàng mà còn biết thì lực nó không biết. Tao đang giảng sắp bay tắt tinh đấy. Vãi nó. Mày Đông Nhi đến bài trong bài và giảng của tao rồi. Phốt lớn mà. Phốt lớn mà. Nên trong cái câu chuyện của Đông Nhi chúng mày sẽ thấy chữ quay xe hơi bị nhiều đấy. Có không? Chúng mày không biết Đông Nhi hả? Chúng mày bắt đầu già rồi. Là hơn tao rồi đấy. Đến đây các bạn hiểu được cái câu chuyện của cô đi đâu, đi đâu vậy? Lộn lớp hay là sao? Hay đi vô? Lộn lớp hả? Sao kệ đi. Tiếp tục. Vậy thì ta vừa xong về những người tham gia vào quá trình kiểm thử. Vậy thiên hạ mà nó ảnh hưởng cái nút bấm này mới kinh rồi đấy, không đùa đâu. Bởi vì xét cho cùng, ủa, phần mềm là phần mềm generic bán đại chúng cho nhiều người dùng thì phải phù hợp nhất trong tất cả các khả năng của người dùng, chứ phù hợp cao nhất nếu có thể. Còn bệnh viện Chợ Rẫy thì rõ ràng là có một số lượng y bác sĩ các bác ấy sẽ phản ánh ngay trực tiếp cho mình luôn. Còn cái kia là của thiên hạ, phải chờ thiên hạ người ta feedback. Còn đây rõ ràng là hàng ngày có luôn luôn người xài luôn ngay tại chỗ rồi. Rồi, đến đây là bạn hình dung sơ bộ về cái
cái người mà tham à, cái những người mà tham gia vào quá trình kiểm thử nha. Vậy tiếp theo mục số 4, hãy đi đến mục số 4. Khi nào bắt đầu tiến hành test kiểm thử chất lượng phần mềm? Khi nào bắt đầu ta tiến hành kiểm thử chất lượng phần mềm? Nó có một cái câu thôi, càng sớm càng tốt. Tiến hành nhé, bắt đầu tiến hành, cái chữ tiến hành này nghĩa là rộng, càng sớm càng tốt. Nghĩa là sao? Ngay cả khi chưa viết code cũng đã phải kiểm thử phần mềm rồi. Ngay cả khi chưa viết code. Một số bạn thắc mắc, dạ thưa thầy, nếu có app thì lấy chó gì mà kiểm thử? Đó, mình nghe câu đó mình mới hiểu ngữ hẹp thôi. Ngữ hẹp thì đúng, đấy mới chỉ là một vế so sánh giữa expected và actual của app thôi. Nó còn một phần thứ hai là kiểm tra trên các thiết kế, trên các requirement, các design đó chứ. Kiểm tra càng sớm càng càng tốt, vì sai trong màu sắc, sai trong layout, sai trong kiến trúc không phù hợp thì tốt nhất sửa kỳ trước khi viết code nó còn dễ. Sửa trên design và document nó còn dễ, chứ vào code rồi thiếu table thế nào này nọ, nhưng bữa tao phân tích rồi thì nó rất dễ khốn nạn cho mình, chi phí phí tổn và nó kéo dài lên rất nhiều thứ, bứt dây động rừng luôn. Đó, cho nên là càng sớm càng tốt ngay trước viết code. Như vậy tức là test ngay từ lúc lấy requirement, test là lúc design đã tham gia vào rồi. Test ngay từ lúc lấy requirement, phần design. Test ngay cái design. Design này bao gồm là design của database này, design của này UI này, design của kiến trúc này. Architecture. Tức là test từ sớm. Đấy, thì đây là cái logic đầu tiên, test càng sớm càng càng tốt. Vậy thì cái người là QC manager, tức là lãnh đạo của dân test, là người phải nhìn ra điều này. Chứ dân tester không, dân tester phải chờ được phân bổ công việc. Nắm được chưa? Cái này anh manager sẽ phải là người biết được cái lộ trình phát triển sản phẩm. Sản phẩm bắt đầu bấm nút và mình được phân công vai trò là đảm bảo chất lượng của sản phẩm này, thì mình đã có thể cử quân ngay vào trong lúc lấy requirement rồi, đi cùng đi xem để hiểu bài toán luôn. Nhân đây thì tôi nói một cái hướng đi cho các bạn, cái mở rộng cái file PDF kia tao chưa, tao về tao bận quá tao chưa tìm, bữa sau tao sẽ mở. Đây là một cái hướng đi, lại một câu chuyện ngoài lề, luôn luôn có ngoại chuyện. Ngoại chuyện tức là chuyện ngoài lề. Thì dân kiểm thử phần mềm là dân hiểu app rõ hơn dân dev. QC hiểu rõ app hơn dân dev. Ở góc nhìn app chạy thế nào, các màn hình phụ thuộc nhau ra sao về data. Hay nói thẳng hơn câu là họ hiểu cái nghiệp vụ khách hàng. Cái nghiệp vụ khách hàng người ta gọi là business requirement. À tôi sẽ bỏ chữ nghiệp vụ khách hàng nha. Nghiệp vụ khách hàng nó gọi là chữ business ấy. Chữ business requirement là chữ khác. Họ nghiệp vụ khách hàng hiểu cái cách mà khách hàng làm ăn buôn bán thế nào. Hiểu cách khách hàng làm ăn buôn bán xử lý thông tin ra sao. Họ hiểu á, họ hiểu hơn, họ hiểu nhân đẹp. Nhân đẹp chỉ biết viết code thôi, ngoài thằng nào viết API nó đéo quan tâm cả giao diện nữa cơ mà. Thằng nào mà viết API này không quan tâm về cái phía UI nó chạy thế nào luôn. Chỉ cần biết nó đưa data ra, đưa data thôi, còn mày muốn dùng cái nào, mày bày thế nào thì bày của mày. Cho nên không coi thường nhau về trình độ, phải nghe kỹ nha. Tao chỉ quan tâm là ai hiểu app hơn, dân test hiểu app hơn.
tạo mới order phải làm như cái này này này, cấm trùng cái này, chọn ngày tháng năm cái này, phải lớn hơn cái ngày kia, ấn bill ra nó phải tính toán trừ chọt về góc độ là thẻ khách hàng thân thiết và giảm giá hay không. Tester nó hiểu hơn nó rõ. Thầy dân dev nó code ra cái này mà, đúng rồi, nhưng dev nhiều khi chỉ code từng tính năng thôi, từng module thôi, đâu có tất cả. Còn dân tester nó phải đưa cả app tao mới test được. Nắm được đây chưa? Cho nên dân này hiểu app rất rõ. Và từ đây đi sang BA, nghề đi khách cực nhanh. Nên từ đây sẽ, nếu mà dân thì có thể chuyển hướng từ quẹo cua sang đi khách business. Vì đơn giản là hiểu khách hàng làm cái mẹ gì thì mai mốt đi tư vấn những cái app khác, nói chuyện với app khác, hiểu được chưa? Quan trọng nhất là hiểu nghiệp vụ. Nghiệp vụ tức là hiểu về buôn bán, làm ăn, trừ chọt, khuyến mãi, tính. Ví dụ mày ngồi mày nhìn cái người nào mà ngồi test cái phần mà cái phần mà phần khuyến mãi, cái phần trả góp trong cái màn hình điện thoại di động FE credit và home credit, là anh ta hiểu luôn cả cái quy tắc trả góp rồi, anh ta biết công thức tính đúng hay không, nắm được chưa? Chứ đôi khi dân dev mà chỉ nhìn cách hiện thực hóa là thấy sướng mẹ rồi. Và đây mình hiểu là đồ cái việc bán hàng nó có nhiều cái lắt léo như thế. Nên từ đó mai mốt nếu chuyển hướng sang làm nghề đi khách, tức là gặp gỡ khách hàng để lấy yêu cầu phần mềm cho những phần mềm tương đương, chuyện đó là chuyện trong tầm tay. Người ta đã quen những cái dạng app đó tao test rồi, nắm được chưa? Nên đây là một cái điển hướng, chứ tao không nói là nghề nào hay hay không hay. Như trong nói sau này Roman đã từng nói lớp này chưa, tôi là dân code, sau khi ra trường tôi cũng code một thời gian, và sau đó có một năm thì tôi đi làm BA. Cái BA nó vui lắm vì được gặp bên ngoài. Nếu mình là người thích ra bên ngoài cơ, bên ngoài tức là ngoài công ty thôi. Chứ còn chúng mày nhìn đây, chúng mày biết là tương lai đồng nghiệp chúng mày thế nào rồi nha. 20 thằng đực cứ thế ngày mẹ nào cũng gặp nhau. 18 giờ sáng phải vào công ty, 9 giờ sáng vào công ty, 5 rưỡi, 6, 7 giờ rưỡi chiều về. Hả? À? Từ code chuyển sang BA có chứ, phải có chứng chỉ chứ, cái nào ngày nào có chứng chỉ. Hãy học software rồi gọi bên tao mới nói chứng chỉ. Nó phải theo từng môn, như chỗ nào có chứng chỉ con. Thôi mày vào Google mày gõ mẹ cho tao chữ IIBA cho nó nhanh. Đây chứng chỉ của bên IIBA. Là chứng chỉ của nghề kiểm thử phần của bên 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 software development. Thực ra học chứng chỉ để mình có một cái nền kiến thức nền. Trong quá trình tao giảng là đã có kiến thức của cái chứng chỉ rồi. Sau quay của mình là có rồi nha. Còn cái thi chứng chỉ thì nó téo hơn, giống thi bằng lái, nó có những cái câu hỏi nó kỹ hơn đó. Thế thôi chứ còn bản chất là có, tao giảng là giảng theo chứng chỉ rồi nha. Kiến thức vào quá mày đọc chứng chỉ rất dễ ngay. Còn bây giờ mày muốn á, thì mày muốn học thân kiến thức của chứng chỉ á, để mày đọc thêm cái này, thêm cái chữ này bóc cái tắt của chữ body, body of knowledge, dàn khung kiến thức. Đó đấy. Nghe tao quảng cáo nghề đi khách bắt đầu thích cái gì? Chết mẹ tao sai rồi, tao đang giảng môn có test software testing tự nhiên đây sang nghề đi khách. Chưa, từ từ sẽ đến. Có cái hay. Và nghề đi khách thì cũng sang testing cũng nhanh, vì lý do là anh hiểu về cách khách hàng người ta vận hành. Thì cách khách hàng người ta vận hành đây, thêm xóa sửa tìm kiếm hóa đơn chăm sóc khách hàng, cái mẹ nào thì nó áp vào trong cái áp vào trong cái làm app thế nào, thì bắt đầu mình làm cái test rất nhanh, rất sướng. Nếu đứa nào được test những cái app liên quan đến phần chăm sóc khách hàng ấy, thì thú vị vô cùng, vì nó dính đến phần sales and marketing. Trong đó có việc nhập và theo dõi chăm sóc các chỉ số chăm sóc khách hàng để tìm được khách hàng. Nên từ đó bắt đầu đi ra hướng bên ngoài là hướng của doanh nghiệp. Ngày testing và ngày BA đi hướng doanh nghiệp. Còn code chúng mình là rõ ràng là học máu vấn đề kỹ thuật rồi, không nói. Mình không nói là vui buồn nhé, mình nói đặc thù nghề nghiệp thôi. Và nếu muốn có trải nghiệm ra bên ngoài, được giao tiếp nhiều hơn, thì rõ ràng đó là câu chuyện của software testing bên doanh nghiệp. Nhưng mà đặc biệt đi hẳn ra bên ngoài thì phải là BA. Đi ngoài nhưng mà vẫn về, về làm công ty, ăn lương công ty nhé mày. Chỉ có mình đi khách cái xong mình về lấy lương thôi. Nói vậy để tụi bay suy nghĩ thôi, chứ còn đâu có khen cái nào và không khen cái nào. Thầy Hoàng mày đi rồi, làm cả cái nghề đi khách rồi, vui. Hy vọng chúng mày ở trong công ty quan sát được điều đó. Nó có rất nhiều tầng. Thế vậy thì cốt có gì vui? Vì em ở nhà nhìn thằng bạn kia em ganh tị. Thì bây giờ mình phải đào sâu vào trong cốt để lương cao. Lương kia nó cũng ổn, nhưng mà nó cao hẳn đấy. Thì nó phải lương của dân cốt.
code bằng code kỹ thuật rất sâu, tiền lương rất cao. Còn BA này thì bản thân này, BA này nó cao rồi, BA này nó cao. Còn cái kiểm thử phần mềm thì không cao bằng code, nói trước luôn. Nhưng nó không có áp lực. Áp lực là sao? Vậy tao nói rồi, áp lực là phải có thuật toán, mình phải làm được thuật toán. Vì nếu làm cái requirement liên quan đến thuật toán là mình phải viết được. Có thể dùng framework cũng được, nhưng rõ ràng là mình phải học vấn đề kỹ thuật rất nhiều. Dân dev phải có áp lực ra sản phẩm, còn dân test thì áp lực khác, đóng dấu chất lượng thôi, tức là bao tất cả soi cho được hết các lỗi thì thôi, thế thôi. Thì mỗi cái thằng có cái áp lực riêng, nhưng mà vì nó không phức tạp bằng vấn đề kỹ thuật của lập trình, nên lương không bao giờ bằng cao bằng. Nó sẽ dao động xem khoảng độ, so ví dụ thằng dev nhà mình là 10 thì thằng kia cao thì nó cỡ 7 là cùng, tức là không bao giờ được bằng. Còn muốn bằng hay vượt luôn dev thì chắc chắn là phải là nghề QC manager, người deal với các vấn đề hơn là ngồi mở app lên và click click và click. Nắm được cái này chưa? Rồi. Đấy là phần kiến thức tiếp theo của cái phần. Đây, tôi vừa nói cái phần software. Được chưa? Cái manually là cái sao từ từ tính. Cái phần này là phần quan trọng cực kỳ, 7 viên ngọc rồng. Phần số 5. OOP có cái gì? OOP có 4 cộng 5. 4 cộng 5. Về mặt kiến trúc, về mặt gọi là thiết kế phần mềm, tức là về tổng quan nha. Tổng quan chung về về gọi là các góc nhìn của app. Thiết kế app. Làm app chứ. Thì nó có cái gọi là 4 cộng 1 model. Còn Scrum hay là Agile thì có số 4. Có vài thứ để tao gợi ý cho mày nhắc thôi, cho mày hình dung thôi biết. Thì Testing thì nó có góc nhìn là 7. Đây những con số gắn kèm. 4 năm của OOP có nghĩa là 4 nguyên lý OOP, căn bản của OOP cộng với 5 chính là cái solid. 5 solid là 5 chữ. Được chưa? Còn góc nhìn này 4 cộng 1 model thì cái chuyện này mình bỏ qua, mình có chuyện đó mai sau này tao có dịp tao sẽ giảng về cái đó. Còn Agile Scrum tức là 4 cái 4 thứ, 4 điều trong Agile Manifesto. Cái tuyên ngôn của những người theo đạo Agile. Cái này mình đã có học rồi trong môn SWE, giáo sư Ấn Độ có sâu. Cái này nào? 7 viên ngọc rồng ta hay gọi chung là 7. 7 định luật. Hay gọi định lý, mình dùng chữ nào cũng được. Tất nhiên định luật, định lý nó khác nhau ấy nha. Nhưng mình không có ý định bắt chẹt nhau về câu chữ quá đáng. 7 nguyên lý cần phải nhớ khi làm nghề kiểm thử. 7 nguyên lý. Trong đề thi suộc cái sẽ thế nào, phải hỏi câu này. Mà đi phỏng vấn việc làm về kiểm thử phần mềm, thế mẹ nào nó sẽ hỏi. Nó luôn luôn sẽ hỏi câu 7 viên ngọc rồng, nó gọi vui 7 viên ngọc rồng của kiểm thử là gì? Hay nói cho anh nghe trong kiểm thử nó có những nguyên lý gì? Giống như hay nói cho anh nghe về OOP có nguyên lý gì? 4 cái mày biết rồi. Cũng 5 cái solid tao đã nói thêm. Trong cuốn tôi đi cốt dạo, Phạm Hoàng em có nói luôn. Mày đọc đi, để có kiến thức mà đi trả lời phỏng vấn. Thế nào họ cũng hỏi đấy. Nha. Thế nào phỏng vấn việc làm thì cũng hỏi cái này. Còn kiểm thử đặc biệt thì phải trả lời được cái câu này. Còn Scrum thì chỉ phải biết rồi, mình đã học rồi. Và tao sẽ có trách nhiệm tao trang bị cái điều này cho chúng mày vào tuần sau. Và sau khi xong cái này vào tuần sau, và thứ hai thôi, mình xong thì bắt đầu mình vào, mình bắt đầu dành cho việc code được rồi. Mình sẽ đi vào giai đoạn đầu tiên là unit testing. Qua tuần mình sẽ có code. Phần này tao sẽ giảng, phần này giảng thì không có lâu, nó dễ hiểu thôi. Môn software testing những phần lý thuyết thì cũng dễ hiểu. Dễ hiểu, nhưng bắt đầu phần thực hành nó thì rất léo vấn đề kỹ thuật rất nhiều. Cực khó về vấn đề kỹ thuật. Người kiểm thử là viết code nhiều nha, đừng có đùa. Viết code phải nhiều lắm. Chứ không phải cái chơi trâu bò bằng tay mà tao nói hôm bữa đâu. Thì chuyện đó thôi để dành đó thì bữa sau. Chúc mọi người cuối tuần thứ 2 vui vẻ. Chiều nay tối 5:30 nếu rảnh thì gặp tao ở đây. Nói chuyện chơi với tao. Với các cô thầy cô bên kỹ năng mềm. Miễn phí cho chúng mày. Cảm ơn cả nhà. Ăn cơm ngon miệng. Học nhiều quá giỏi mất. Tao toàn nói câu đó mà bữa mẹ nào tao dậy tao cũng dậy lố hết giờ.
kiến thức cực nhiều các con ạ. Cố gắng mà học, tao không khoe khoang các mẹ gì cả. Càng học càng thấy mình ngu, công nhận đúng không anh? Càng học càng thấy mình đéo biết gì, nghiêm túc luôn đấy. Càng học càng thấy không biết gì. IT nó rộng quá luôn, nó rộng một cách khủng khiếp. Tao quên mất tao chưa có stop video. Nên cố gắng nha, các con cố gắng mà thay đổi đi, tranh thủ thời gian hết mức.